Hello, hello, hello anh em nha. Chúc anh em và gia đình một sức khỏe dồi dào trong mùa Covid nha. Đây anh em, cái con này là con thang đất trống ha. Thì hồi xưa á, em nuôi á là em mua từ bổi. Thì em cũng có giới thiệu là em làm một cái AV trong mùa dịch. Thì hồi xưa nó ở trong cái lồng nó rất là nhát. Em nuôi ở trong cái lồng á nó rất là nhát. Thì sau này vô đây á thì hả em cứ cho dế, em cứ bỏ dế vô trong này này. Đó, trong máng ăn á thì đến khi hả em bỏ riết một thời gian á thì nó thấy mình không có gây hại gì cho nó thì đâm ra hả là bây giờ là đút sâu dế được luôn. Đó. Thấy anh em thấy tướng đứng nhịp nhịp đã không? Con này tướng rất là nhỏ nha anh em. Tướng nó nhỏ lắm. Hồi xưa mình chơi chim chim thang đất á, mình thích mấy con tướng nó nhỏ, tại vì tướng nó nhỏ khi nó xòe nó gồng người lên nó nhìn nó tôm á, cái tướng nó tôm lên nó nhìn nó đẹp á, thấy không? Giờ cầm con dế đi đâu là nó đi theo đó luôn đó. Con này hồi xưa là có một cái móng chân của nó bị gãy, thì nó cũng còn không phải là nó cục luôn cái móng đâu anh em, mà nó bị gãy thì mình thấy cũng còn cái móng, thì mình nuôi cũng khá lâu á, cũng 3 4 tháng rồi đó. Thì bắt đầu là nó mới thì bắt đầu là nó mới 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 ra lại. Giờ thì nó ra đầy đủ rồi. Hồi xưa là mình tưởng nó cục luôn á chứ. Mà bây giờ hả là nó ra đủ luôn rồi đó. Đây anh em. Thì cái dòng thang đất này á hầu như rất là nhát. Anh em chơi toàn là chim non với lại chim chiền thôi. Đó. Thì nếu như anh em nào mà nhà có LV hay là cái lồng rộng rộng á, anh em nuôi thêm một vài con, ví dụ như mấy con chim khuyên, hoặc là mình ở đây mình có nuôi một con tiểu mi nữa. Đây mình có nuôi một con tiểu mi. Ở đây mình có nuôi một con tiểu mi. Đây đó đó đó. Con này. Thì đây mình có nuôi một con tiểu mi ha. Hơi mập. Thì ở đây mình có nuôi một con tiểu mi nữa. Anh em. Mình có nuôi một con tiểu mi trong này nữa. Thì mình nuôi chim tập thể này này, nó là ngoại vi nhỏ nhỏ này. Thì chim nó cũng khá là thích đó. Thì mình tính là vài bữa nữa mình sẽ tách cái con thang đất này ra mình nuôi lồng phiên. Thì bây giờ nó cũng đã dạng rồi, nuôi hót được rồi, mình sẽ đem nó ra mình nuôi hót ha. Đó anh em, con tiểu mi này này, tiểu mi trống luôn nha anh em. Dạng lắm anh em, nhà mà có không gian xíu làm cái lồng AV cũng vừa vừa thôi, để mình nuôi mấy con chim nào nó nhát nhát á, thì có năng em khi mà nó cảm giác nó dạng rồi á thì hả mình bắt nó mình để ra lồng riêng ha. Nó sẽ dễ không? Về tới luôn anh em. Anh em, đó thấy không? Quất nè. Quất liền. Rồi bye bye anh em nha, hẹn anh em á hả.
sau dịch nha. Này là mình cũng chia sẻ cách mình thuần cái con thang đất của mình thôi, mình không cần cắt cánh gì hết á, mình cứ mua về mình bỏ đó đó, nhưng mà phải bỏ trong cái lồng riêng đó để cho nó ăn uống, cho đây cho biết ăn cám cái nha anh em, xong rồi mình mới thả vô lồng rộng, chứ mình mua về mình vứt nó vô trong cái lồng rộng là nó không biết đường nó ăn là nó chết á. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha, nhớ đăng ký và subscribe nha, nhớ đăng ký subscribe comment giúp mình nha, đăng ký kênh comment giúp mình.